Bây giờ là vô tới phần trong nhà nha, tại vì cũng 5 năm rồi không có qua về. Cho nên là tôi nhìn thấy trong mọi thứ nó khác đi. Ở bên đây là bàn thờ của ông ngoại. Hồi xưa đây có cái tivi đây nè. Cái mỗi tối tại đây có cái dán nhỏ nhỏ cho mọi người coi cái tivi nhỏ nhỏ ở đây. Nhưng mà bây giờ về cái tủ này là hồi xưa nó ở chỗ khác kìa. Đây có một cái bàn để tham máy cassette rồi đó. Nhưng mà chắc lâu quá rồi nó hư. Hồi xưa đây là một cái chỗ để coi tivi. Mọi người là thích lên dán như nè, mình coi tivi. Cái tủ này lâu đời lắm thôi đó. Hồi xưa là hay lượt với cái gói trong này nè. Gói thơ nữa đẹp quá. Ủa không có muốn mở gói theo không? Thôi nó cũ rồi mở ra cũng được đâu. Dạ. Còn nó ra là cái đồng hồ. Chắc từ thời ông nội á. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Hồi xưa mấy cái dáng, mấy cái gỗ này thiệt là bóng. Mỗi lần đi coi tivi, đi lên trên đây coi tivi là đi hay dịnh dịnh riết mà cái cột nó bóng luôn. Còn mấy cái cột này hồi nhỏ nhỏ là thích leo lên là tuột xuống á. Vậy là treo lịch nhiều lắm. Hồi xưa là thích treo lịch. Mấy cái lịch người ta hay treo hình đó. Bà ngoại kể là dưới cái dán này là hầm chú bơm của mình hồi xưa mà. Hai cái tủ này là hồi xưa của Hồng á, mai áo chú bế đó. Dạ. Mấy cái con có bế con Hồng Trinh vô đây nhiều lắm nè. Con này cũng không nè. Trời ơi, mấy chục năm rồi đó nha. Hồi xưa Hồng thích con có bế này lắm, mua may đồ ở nhà đó. Xong rồi để trong đây nè. Chứ còn cái bộ salon này là lâu rồi đó. Cái bộ ở giữa thì là nhà ông nhà ta đám cưới là đám cưới dựng vợ ra chồng là cái bàn này không nè, còn cái bàn thờ hồi xưa là chuyên môn trong cái bàn thờ này nè, có cái tủ cái bên hông lỗ phòng chuyên môn giấu cái đồ chơi trong đây nè. Ừ, chuyên môn ngồi nhỏ thôi không hồng mở vô đây nè, giấu đồ chơi rồi quần áo cấp bế đâu trong đây nè. Rồi mấy cái màn này hồi xưa có cái màn bằng nhựa nó màu đúng trắng rồi, nó xanh. Hay kêu. Ừ. Rồi ở trong đây là phòng chui vô đây là giữa hai cái này có cái kẹt nè. Hay trốn đi trên 50, trốn đây gì với mấy cái đứa ở xóm á. Dạ. Thích lắm. Để con quay cái kẹt. Con cũng nhớ cái kẹt này nữa. Hồi nhỏ là phòng hay chui vô trong cái kẹt để chơi đó. Mấy cái cột này là láng luôn á, bây giờ nó không láng nữa rồi. Hồi xưa là hay trèo lên trèo xuống. Tại hình như nó được rồi làm mới lại ở phòng. Trong mấy cái tủ này là đựng đồ của Hồng Trưng không à? Có Hồng thích may. Bây giờ còn mấy cái ly cổ của bà ngoại nữa không? Ừ. Mấy ly này bà ngoại mua hồi trước. Hầu như là đầu nó giống như hồi xưa. Nhưng mà cái bàn thì cũng vậy đó, hồi xưa nó ở đất thì. Đúng rồi. Là về là cậu Huệ thường để sen ở đây nữa. Trong mương khai, từ đây là chạy ra ngoài nhà là gặp nhà mình. Hồi xưa về là mình lấy thuyền mình chèo ở đây nè. Nhưng mà bây giờ coi đó là người ta làm thành cống rồi. Con sông này là bờ kè rồi. Đây đó, giữa gốc đậu xuồng đó. Dạ, hồi xưa là mình đi đậu xuồng ở đây nè. Xong mình đi lên trên đây là đất chỗ phía này là mã của ông. Có ông nội, bà nội mới ăn đây nè. Hồi trước là mình đây là cái bờ sông cũng rất là. Xong cái mình đây là đất trồng mì. Mấy lần mình về đi chụp hình nó trồng mì ở đây nè. Xong rồi đi chút là chỗ cái đống sắt này là mã của ông nội. Nói chung là cơ quan chính phủ ở đằng kia.
thì vẫn còn thấy là cái sông, nhưng mà khúc ở trong này á, người ta làm mấy cái bờ đập hết trơn để ngăn lại rồi. Về lần sau chắc là mình sẽ thấy ở đây người ta buôn bán cái gì đó, giống như là khu quận 7 chứ đâu có còn nhìn ra đất đâu ha. Trên đây nè, bây giờ họ chia thành phố đó tấm về tấm cao tụng. Cái mặn này mua mấy ký năm cho mình. Ừ. Này 20 không chị Năm? 20. Chị kia cũng 20, vậy thôi mình mua mặn này. Vậy mà tấm về tấm cao tụng ạ. Ủa mày hỏi Út Hồng ăn mấy trái rồi. Tấm về tấm cao tụng với con ngọt lắm, ngọt lắm. Sầu riêng đậu hỏi nghe tin tài nó nói giờ rẻ lắm. Kệ nó mà nó bán lẻ mình cũng mắc gì. Ăn nó sợ sợ. Bây giờ chỉ có vô giường mà bứt tay xuống rồi. Trời chưa chắc nha Út Hồng. Vô giường còn chưa chắc hả? Hey Barry. Không đi đâu nha. Hey Barry. Tắm xong mát không? Tạm ra. Em nhớ cái giường hey. Cái giường quýt không? Hey. Cái giường cam nó cũng hey. Xịt thuốc với bà luôn. Barry. Còn tắm xong mấy con nó tỉnh ngủ rồi nha. Đó mà nó bị yếu quá trong người nó nóng cũng kịp cũng sức không? Sạch sẽ chưa? Ngon lành, thành đào. Thôi chó, không chăm sóc gì, đừng nuôi. Này, đem qua bánh gì, bánh tà lôi, hai con mèo, tao đi tắm thôi. Ủa, hai con là hấu không? Hai con à. Thôi, lên tâm, come here. Come down here, honey. Hello, bà. Lên tâm, come here. Đặt chó, không có cho cái tên sáng ra nữa. Đặt món nhỏ, món heo, xúc xích gì không à. Này, bé đặt nè. Một con berry. Rồi, về hồng rồi. Một con ở Anh, một con ở Pháp. Ừ. Còn kia ở xúc xích gì đâu không? Ừ. Nó làm cho nó sạch sẽ, nhìn mình thấy mình cũng dơ. Mình muốn nó sạch sẽ, mình đụng nó thì mình phải tắm. You ok honey? Theo phân biệt của nó à. Đó, cho được là London. Cái đó là Perry. Có bên đâu nha? Đi luôn rồi. Chó này chứ mua mắt tèm. Ừ. Anh hai con mỗi mua chó nhiều lắm. Ừ. Mỗi mua chó giống mình. À, mua đi rồi vài bữa nữa chích rồi, chích thuốc rồi cho chết luôn. À. Ờ bởi nó hay bắt chó muốn không? Nó dụ cho chó ra ngoài rồi xong chích điện cái. Ghê à. Rồi đem ra quán nhậu ở luôn. Mấy đứa phạt tù nữa. Chó là con mà làm gì ác á. Bé người chó nuôi một bầy con 12 lứa mà không thương không, mà không biết thương chó làm sao. Ăn là ăn sườn chó nha. Ghê. Dễ sợ quá. Tức là nó được quyền ăn chó người ta nhưng mà người ta không được quyền ăn chó nó. Dễ sợ. Hello, đây là cái phần tiếp theo của cái nhà trước. Hai bên có hai cây thiên tế thiệt là cao, lúc mới mua nhỏ xíu à. Trồng cũng 5-10 năm rồi bự dễ sao không? Mà giờ đang mùa hoa huệ đỏ nọ mọc lên à. Nắng chưa dữ lắm. Hai bên nhà có hai cây khế, hai cây thiên tế. Xung quanh toàn là gốc khế cổ, gốc khế cổ thụ mà. Trong chính giữa là trồng mấy cái bông sứ Thái kỷ niệm. Là hai bên hai cây thiên tế nó cao lên cả mét, cũng chục năm hơn rồi. Người ta kêu thiên tế trăm năm có bông, không biết có chờ được tới trăm năm không, nhưng mà về lúc này là đang gặp mùa hoa quầy đỏ. Quầy đỏ này ngày xưa ông nội trồng, ông nội rất là thích trồng, trồng nó mấy cái bồn. Chiều má ra đây ngồi thảnh thơi với anh Huệ ngồi đây
người ngồi đây. Bạn áo xanh lè không biết là cây người với đâu hết. Đang làm gì ngồi đây má? Ngồi hứng gió. Hứng mát. Ngồi hứng gió với là coi người ta tới lui vui. Dạ vui không? Coi mày thấy vui không? Vui. Chiều giờ này nó mát ha. Chứ mà trưa nắng nóng đâu ngồi đây được. Trời mưa ngồi có được. Nó đúng rồi. Trời nắng cũng không được mà trời mưa cũng không được. Còn bên nhà cái bên này cũng ba cây khế. Nguyên một vườn sứ thiệt là đẹp. Từ hồi ba tới giờ trước đó nữa. Nhiều năm mà. Còn là mấy cái lưu thờ hồi nội tới giờ. Nguyên cái vườn sứ, sứ Thái, sứ Việt Nam đẹp quá, thấy thích quá. Mà không có cách gì để trồng được giống như vậy. Ở bển trồng đâu có được đâu. Mấy cây huệ trồng ở Việt Nam mà cao cả mét mấy luôn. Thích cây khế này lắm, trồng cho giống nhà má mà bển chưa tìm được. Chắc đợt này đem theo mấy hộp khế về bển trồng. Coi nè, khế này khế ngọt từ thời ông nội. Nên lưu lạc giống cho tới bây giờ. Thường thường là khế chua thôi, khế ngọt này ít tìm thấy lắm. Coi nè, cây nào cũng trái quá chừng. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam người ta thích làm khế bonsai. Chứ không giống như ngày xưa trồng cái khế cao thiệt là cao. Bự thiệt là bự để hái khế bán nữa. Mà giờ người ta chơi toàn gốc khế không à. Nè, hãy thử trái khế ăn thôi. Kiếm trái khế nào mà nó chín thì chín, ăn thử thôi. Ngày xưa hồi nhỏ là chuyên môn hái khế đem bán. Hồi trước mấy cái chỗ này thời ông nội là trồng cây cóc nè. Ở đây là tới thời má trồng cây cây mít. Ở cái cây chính giữa này là trồng cây mai. Bây giờ cái sân cũng trồng lại chỗ cũ nhưng mà là cây khác rồi. Cất thêm cái nhà nhỏ này nữa. Chứ hồi xưa là kia là đằng gốc đằng cái cây bự đó đó. Cái cây bông bự thì bự cao đó là trồng cây xoài. Hồi thời ông nội cũng, ông nội chọn mấy cái chỗ này để trồng cây đó. Cái cửa chính là đằng kia, cửa phụ là đằng này. Ngồi đi vui ha, mát. Mát. Dạ. Trời mưa ngồi cũng không được, trời nắng ngồi cũng không được. Lắm này tháng này nắng lắm ơi. Trời mưa cái này nó ướt hết trơn à. Dạ. Nắng mưa ha. Thôi chào mọi người nha, bữa nào rảnh quay phim dì Năm Mary tiếp. Ai vậy con? Đâu có ai, con quay phim để dành chơi. Lâu lâu về quay phim để dành kỷ niệm. Nhiều khi nhớ má lấy ra coi. Buồn lấy ra coi. Dạ. Nhà rồi đó, cái đó nhà rồi đó, nghe mùi hả? Có nghe mùi mà biết cái đồ chết. Là tại đó đó, đúng rồi đó. Chị mít này chị Bảy nha, chị Bảy cho nha. Nhà chị Bảy có nhiều mít lắm, mà mít nào mít nấy bự bự bự. Coi chị Minh nè. Dạ, chỉ leo lên rồi. Đó, chị Minh chỉ leo lên. Đó, chị leo lên chị hái cho bằng được. Rồi đó coi coi nè. Mít leo luôn. Leo lên luôn nè. Thôi xin bảy hai trái rồi. Em nghe mùi chín rồi biết trái nào bảy. Bảy chín, bảy trái này chín nè. Cái này nè. Nè. Cái này bị lủng lỗ. Không có trái này chín nè. Thôi không hái nữa. Thôi đủ rồi. Đó thôi chị Minh này, chị leo lên cây. Chị Minh chỉ leo lên cây mít của chị Bảy kế bên nhà má nè. Chị xin mít mà chị leo lên cái cây rồi chị nằm ở dưới chị đỡ mít nè, tội nghiệp ghê vậy đó. Hai bà, một bà leo cây, bà cầm ghế vịn cho bà leo xuống. Rồi 1 2 3. Đây chị Bảy cho mít xong, chị Bảy còn phải hỗ trợ cho nhân viên leo mít. Cuối cùng thu được 3 trái mít. Chị Bảy, chị đứng lại coi. Chị nhìn em coi, đi lại đây. Chị Bảy. Đâu có, em đâu có chụp, em quay phim chị thôi. Chị Bảy, chị cho 2 trái mít em cảm ơn chị nha. Chị Bảy bữa nay mấy năm về rồi gặp lại chị đẹp dễ sợ. Có da có thịt được. Ở cái bên nhà máy chị Bảy dễ thương lắm. Đây chị Năm hỗ trợ hái mít. Đó. Đứng bưng ghế. Chị Tám là chuyên gia đi xin mít. Đó. Hái được 3 trái mít, 1 trái chín, 2 trái sống. Đó. Đó, ba chị quần quật xin mít.
Nhà có cây vú sữa nữa nè. Dưới mé sâm có mít quá trời luôn nè. Xong bây giờ lục bình không à. Mít đây này, và xong nè. Dừa nước nữa nè. Một chiếc sùng. Cái dừa nước nè. Cái dừa nước nè.